tại sáng minh mạng cũng có tên là con pháp nguyện của thiền sư Chi Sơn Kiểu Nhiên kể đường Trung Quốc. Thì bài văn này anh sẽ nhắc lại một chút. Bài văn này là cái bài văn mà hàng đêm hay cách chùa bên đại đường rất hay, tức là cái khóa là con thương thuận lắm. Vì thiền tông này là rất nhiều bài này, nhưng mà thiền tông bài này của thiền sư ấy mà mình thay thế bằng bài của thì phải chú lắm. Cái gì? Trường có không nha, thì người ta hay hồn cái bài này. Tại sao vậy? Đây là cái lời pháp nguyện, tức là nó ngăn nhỏ cho tới người tu, người sinh ra, nhất là những cái người tu theo thầy. Phải không thấy thì không có bài này. Anh nhận được bỏ vào cho thầy. Chúng ta học cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Dạ, tụng bài pháp này làm chi? Thưa để chúng ta nhắc nhở mình, các mình sẽ nhớ cái hạnh nguyện tu tập. Nếu mình tu phải có nguyện, nếu không á mình quên rồi mình tu cho cái chừng mà mình có cố gắng nhận đọc tụng những bài pháp này thì mình đi như vậy nó quân tập vào trong bản thân mình, rồi tự động á mình sẽ có cái nhiều phấn khích khi gặp chứng duyên của mình đã qua đời. Tại vì đây là một lời giống như là những cái chất xúc tác khiến cho mình mạnh mẽ phấn chấn lên. Này, hôm nay là chúng ta bắt đầu đi vào cái phần gọi là tu hành, tức là tu hành. Và trước đó là nói về cái chỗ mong tâm bảo, mình quy y tâm bảo. Bây giờ bắt đầu vô cái phần tu tập này. Mất nhiệm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp kỳ cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nhiên hộ quan nghi, nguyên viên vô tội. Chúng ta học cái này chưa thấy con người xuất gia đúng là người phải đã nguy hiểm. Thì có phước gì lắm là người phải ăn, không phải ai cũng làm được đâu. Và làm được thì kỹ lắm, tại vì khó quá, tức là làm khó. Người trần gian thì không có điều kiện để làm được. Đây, bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Đây đặc biệt mấy cái trước á thì người tại gia còn có phần á, nhưng mà lúc này là đặc biệt nói về chỗ người xuất gia. Tức là hồi trước mình học cái đời trước từ đầu mình là sinh cùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư đúng không? Rồi cái là chánh tướng xuất gia đồng căn nhập đạo. Rồi tiếp tục là gì? Lục căn thân lợi tam diệu thuận hòa. Rồi đây tiếp tục bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh. Rồi mình nối theo cái dòng trên. Tức là sau khi mình sáu căn mình thân lợi rồi, tam diệu mình đã thuận hòa rồi, thì giờ mình tiếp tục chẳng có gì thế duyên là thì thế duyên là thế, thế duyên là làm sao thường tu phạm hạnh. Còn lại là gì? Làm thân tự. Cái này mình giải ra cho nó kỹ ra thì cũng tốt thì đỡ lắm. Hôm nay thầy giải cũng trung bình thôi. Thì thế duyên còn có cái tên gọi các cái tục duyên, tức là những cái duyên mà theo thế gian. Bây giờ tu thì vô chùa rồi thì dùng không cho cái gì mà dễ nhiễm nó lắm. Vì bây giờ những cái thông tin nó nhiều quá, nó trên mạng, trên internet nhiều, mình phải hạn chế thì mới tu được, thì mới thường tu phạm hạnh. Đây không có bạn là thất tịnh. Từng đầu nhận thất tịnh này chỉ cho hạnh một cái thiên. Mình có biết cái thiên tại sao mà sanh thì có nó không? Nhờ tu lại thất tịnh này. Giúp phạm, phạm thiên, phạm thiên thiên. Nếu ông trời á, tu cái hạnh này nè, mình sanh về trời, và cái hạnh đó là thanh tịnh ở đây em có nghĩa không phải là hoàn toàn thanh tịnh như Phật. Và cái thanh tịnh của ông trời thì không có dung dụng. Đặc biệt, người nào là không có dung dụng á, thì sanh về trời. Còn ngũ giới của cư sĩ là chỉ tài năng thôi, đúng không? Thì
trước giờ này cũng sẽ ra rồi. Thí dụ chúng ta xem những chi tiết nó cũng giống như người có bao thai, nó có thể giới khác như người giới chỗ ta, người giới là chỉ tài giống thôi, không tài giống. Nhưng mà có bao thai là không thể được, bắt đầu thực hành cái hành động tập nha, thì khó là thực tập. Nhưng mà trước giờ thì phải những cái gì gọi nếu mình theo nó mình diễn nó thì mình sẽ không giữ được cái hành động thân này. Cho hiểu không? Khi gọi nó là gì và tại sao diễn nó thì không thân định. Nó lại thử kể mình cái thí gì rồi. Mình cần hiểu không? Mình thí gì? Những cái đó khiến cho mình sao động và trong đây khó thân định lắm. Thì cái thí gì? Thế là tiếp tục đi đi bệnh giác. Thí dụ tài sắc danh lợi. Còn theo mình thí đó nữa thì làm sao lại đi tu hành? Cho nên nó loạn động mà, phải không? Tại đây là tiền bạc tiền của cả, rồi sắc đây là sắc đẹp, thiên đô nhiều lắm danh lợi, mình theo nó hoài là không có gì yên cả, thì nó đâu có đâu, không yên nữa nó để, không định nhận cái kết quả, đúng không? Mà tất giới định tuệ là nhất định trí tuệ. Mục tiêu là tiến đến đó, rất là cần. Mà mình nghĩ là không hiểu đúng như vậy là mình không có trí tuệ, đúng không? Rất khó đạt. Cho nên nghĩ có phải là tài sản danh lợi là duyên lợi hay không? Người thế gian người nào cũng chạy đi đó, hạnh phúc thế gian người nào đó, họ đi tìm đó, mang đó. Rồi theo hai cái nữa, tức là ngũ dục. Vì ai thích ăn món muốn vũ trí mà chưa phát hiện nhận ra bớt thì thôi à, không dùng cái gì cứ là đối với vũ trụ cực mình phải hạn chế tối đa thì mình tôi con rồi nó hiểu không? Muốn có trí tuệ thì những cái đó mất mất thôi, nên nhân trong đó là không có, nó có nhưng mà nó thì mình sẽ biết nhiều hơn, không nên có nhiều quá nhiều. Ngủ nghỉ con ngủ nghỉ quá là dùng không có được mất kỳ giờ nhưng tối tâm nhưng mà cái điều chỉnh thôi và tự nhiên điều chỉnh thôi chứ không phải là nói không có những cái đó không có đâu, không không ngủ mình biết thần kinh luôn, có những ngày ăn vô nhưng không ngủ cả tuần không ngủ là phải đi bệnh viện vì mấy ngày đó cái công những cái này công tu quá thì nó trung tâm như vậy luôn. Đủ theo đúng mà được quy định của thành phố rồi. Bảy thôi, ok. Nhắc mọi người thì sau đi, cộng với đưa đi, bảy lý thì là rồi. Những lời tâm như thế, bảy lý. Chứ ăn, ngủ, nhìn ăn, không có theo đúng như thế tổng thường. Thế tổng thường đọc tâm đi. Ăn người phải đòi ăn đầy đủ. Mình tô đang thiếu thiếu á, thì tổng thường đi đợi. Cho nên nhá. Đừng có ăn no là phải no, ra ăn phải có bỏ đường vì đường thôi, tức là không những thiết duyên. Còn mình theo cái sinh hoạt là thế gian là khó tu lắm, cả là quả là trong đây là nó đòi hỏi như thế nào. Mình giống như mình đòi thì vì đòi nhé, cũng cái dòng theo thời gian cái độ tăng, mình không cho nó là xong tu nữa, cái dòng chảy gì tự nhiên cháy được bạn, cho nên là hỏi bạn, nghe, nghe hiểu không? Không những cái gì, mình tô, mình biết vị trí của bạn, mình đừng có đòi hỏi giống như người ngoài rồi, là khác, mình đang đi ngược dọc thôi, mình đòi phải ngủ tâm đi, ăn phải đầy đủ, như vậy là thường như thế rồi, sao tô ngủ giống gì? Nhưng mà tôi theo người sư giáo. Mà có như vậy thì mới thực sự tu tập. Thì con người thiền cũng vậy, con người không niệm cái gì, con người thiền cũng vậy, đúng không? Mà có người thiền á, tâm nó mới thanh tịnh, thì mới sanh tâm trí.
với ông trời thì định dữ lắm, nó mới được lòng lầm ha. Rồi thì mình những cái cõi trời cao thì mình những cái cõi trời mà mình được nhớ là làm mẹo làm lầm dữ lắm, như trời ý thức như cõi nó văng ra phải không, nó rất là lầm làm như mình thông thiện như chứ không phải khi không như vậy đã đâu, ông phu dữ lắm chứ. Từ con đọc tiên ký thấy từ tiên không? À, từ tiên hiện ra lúc mà họ cái này chỉ có đó thôi nhưng mà cũng là đạo của tôi không? Lúc mà chưa nghe nghe nó tại kinh thì từ tiên là một người rất là đạo, có thể nói là quả đạo lại tức là không quả đại nhưng cũng là một đạo lại trong trong cuộc sống mà tức là đầu tiên mà mình không có chủ trương, ha, họ kể như thế này.
sao thiên đó là đổ hẳn đổ cho thiên cho anh em phải sao như vậy nữa đâu tài nói lại không à, dạ một phần thưa thầy theo như là khi mà lên đàn giới á,
thì khi cái người nhận cũng tâm thanh tịnh để mà nhận thì ngay nơi đó xong giới thể, tức là gọi là đắc giới và được giới, tức là giống như ngay cái đàn tràng đó cả người truyền lẫn người nhận đều ở trong thể tánh thanh tịnh hết, thì mình đạt được giới thể trong khi không hiểu. Thì hai thuần hai thuần thế nói đúng đó, nhưng mà đó kiểu đó thân cao thân cao đấy. Cái thanh tịnh ở đây thì có hiểu nhận tâm thành rồi đó, thì thanh tịnh tương đối này nha, chứ không phải thanh tịnh như mặt của con đúng không? Cái thanh tịnh ở đây có nghĩa là mình cái tâm mình là tâm thành, chứ không phải tất cả các bọn mình để thấy vào đâu cái chuyện mà mình nhớ nhận mình tin vào Đức Sinh, mình tin vào cái giới ngàn rồi thì mình đặt cái giới vô tái vô tướng tướng mặt như thế không làm ra, hiểu không? Điều chữ tâm thành nó chính xác ra thì cái thanh tịnh nó mới cao siêu là như vậy. Ví dụ đối với cái giới sư mình có nhìn thấy tin một gì đó xứng đáng thì cái giới này đó nó được biết được là như vậy cũng xứng đáng tương đối nó trang nghiêm tương đối thành thật chứ không phải thật hoàn toàn thành thật thì không dám nói, nhưng mà tương đối thành thật trang nghiêm và mình có niềm tin như vậy là đặc biệt chỉ cần lúc đó thôi là đặc biệt được giới hạn thì nó là nền tảng nó là cơ bản của những cái tướng như tướng như tâm này quan trọng lắm. Mà người nào đó, thí dụ đi vô giới hạn cái tâm không có cái tâm thật đó do cho cái chừng thôi mà nghe giới sư đọc đó, cũng lơ là không để ý thì cũng theo nguyên tắc thì cũng được họ chứ đậu đậu của trung bình thôi thì nó cũng không dám đâu thi cử của trung bình thì có người đó chưa chắc đặc biệt mặc dù cũng có làm các nghi thức đó tùy tâm thành tùy nghĩa tôn cổ có thể không là có chi chi chú chi tâm đó là cho nên khi chúng ta rõ người ta thành tâm rồi kế đó là tất cả ý chí trong một cuộc đời của mình chớ mà tôi tơ ma hai như được được trôi vô giới hạn cho có chừng thôi nghe chớp là nhán không có nhiều lắm lòng nghe không nhớ mình nói mình không quyết tâm mà làm cái gì cũng phải bỏ quyết tâm mình không quyết tâm khó thật cho nên cái bước đầu tiên mình vô giới hạn có cái tâm lòng thành nó là nền tảng cơ sở và bản chất của nhớ giới hạn. Thí dụ như là giới thể của cái giới sáng là gì? Còn nắm được này còn hiểu gì? Giới hạn sát sinh đó. Giới sáng mà không giết hại thì đó là giới tướng. Ha, không giết con này nó muốn sát sinh này. Thì giới hạn nó là ảnh tư lưỡi dạ, thầy theo con nghĩ là giới thể tương đương nó là cái tâm á của cái giới sát mình nói ngay giới sát còn cái giới hạn của giới sát là gì là gì từ bi là gì à cái lòng từ bi chính xác ví dụ mấy thầy cũng sách câu hỏi từ bi ví dụ đó là cái lòng lòng từ bi đó là quý vị là thí dụ giới thể của giới nhân thì thanh tịnh hả hả thanh tịnh đúng không
那đường đường đi hỗn thở kia à sinh ra tiếng nhanh là gì chưa là nhanh nghĩ á rồi cái là nếu nói mình lại cái chuyện mà mình không có làm cái đó mình làm được lại nó ví dụ không sát sinh thì phóng sinh là nó một phần thay vì không tại nó không dám dỗ thân thì mình tạo hẳn mình nên tỉnh nên nhớ nhớ cái gì khó không mà khi mà sát hại mình nhất cái này các chó hay hỏi nó nào cũng có hỏi cái giới điều đó cái gì tụi con tập nó không hỏi mấy cái này có bạn tụi con hỏi mấy cái không đúng á tụi con thông minh đâu từ giờ tụi con nên nhớ nha mấy thầy vừa biết tụi con là học kỹ lắm rồi thuộc bài cũng biết nó hỏi cái chuyện cái trong bài giảng còn nào hỏi kỹ lắm bây giờ hỏi nhớ tướng là gì đi không nhớ tướng là sao phân biệt là có bốn ngày rồi thì giới pháp là sao giới pháp là sao đấy nha theo con Phật cơ này theo con hiểu giới tướng đó, tức là nói cho thành tướng đó là ví dụ như giới sắc xanh thì thân mình không có làm cái hạnh mà làm cái tác cái động tác là sát sanh tức là cái tướng của mình á không có ví dụ như là không tức là thân của mình không làm đó là con nghĩ đó là giới tướng đúng không thầy? Được nhé, tôi nói gì vậy? Được nhé. Thầy giới hạnh là cái cử chỉ thái độ của mình hôm nay thể hiện cái phong cách của mình hôm nay cái oai nghi với hôm nay thì giới hạn là cái đó đúng rồi bây giờ giới tướng thì con chưa không bị những cái tướng với giới pháp tướng là coi trận đó là như cái gì tướng là cái gì tướng là cái gì cái gì nó là trận chôn cái gì mà mình hỏi không đâu là biết chưa thì giới pháp là những chuông các cái gì mà đang cấm ha và thì gọi là giới pháp nói chung như thế tức là tất cả những cái giới ngoài đề ra như năm ngũ giới có ngoài đề giới ha thập giới sanh ni rồi thức sau tăng hai giới thì nghe những cái ni giới của hai giới như thế hết những cái chung đó là giới pháp kể luôn cả tình yêu anh đi bảo vệ cái gì từ một chút còn giới tướng là gì là tất trên từng điều một ví dụ ngũ giới cả là tâm giới à từng điều nó như từng cái gì đó giới tướng nó khác nhau giới của tu sĩ khác giới của xuất gia thì giới của tùy theo đi khác tùy theo tăng tùy theo tăng thì 200 thì hơn 340 tháng đúng không? Rồi một thế giới gì? Một thế giới của người xuất gia khác với một thế giới của người tại gia. Một thế giới của người xuất gia là 10 trọng 48 lên. Còn cái của người tại gia có 6 trọng thôi và 12 và 28 gì? Nó khác như 100 gì? 28 rồi còn cái đó đó là những chỉ là những cái điều nhớ nó dần dần từ cá nhân tùy cô cái chỗ của người tại gia xuất hiện cùng đến đâu đó nó hẹn và giấc báo là cái chôn thường chôn tướng là chia à chia chia chả đâu ra đó giới hạn chia
thích xong anh Nam thì sao? Anh nhớ rồi, anh nhớ. Anh nhớ, anh nhớ. Anh nhớ. Sáu. Chưa à? Sao mà nhớ? Sáu mà thiếu mà. Bốn. Bốn trọng. Bốn trọng sáu kinh hôm nay. Tức là người nhớ, nếu như người nhớ tôi sẽ ghi là ha. Nhưng mà cộng thêm. Được rồi, sáu anh khác. À, sáu. Nhờ như vậy thì nó là giai đoạn cái gì? Để một thầy kiểm nghiệm, kiểm được cái giới thượng đó đủ cái tư cách là chuẩn bị họ cho nó chuyện ra đi không? Cái ước mà Thích Sô Ma Na là người ta để kiểm nghiệm cho con ấy, nó tăng được quá chắc chắn. Nên như nó có cái đó. Bên đây là tâm của người nữ nó rất rõ cái gì này. Cái đó là cái gì vậy? Người ta đề bỏ dữ lắm, chưa phải xưa rồi, chưa có một biết đề bỏ. Cho nên đặt ra Thích Sô Ma Na. Thì họ hiểu rồi, anh đang nói là nó bất tiện. Nên thì không nên làm hiểu là như thế này. Cho nên là được coi ra phải giữ như thế này. Thì tôi làm là đi bỏ. Luôn luôn như thế. Nó gần như là cái quy chuẩn là không thể đọc cả. Cho nên trong quy sinh danh sách đó, quy sinh nói sao? Vì đi pháp tịch tăng bệnh vì tham bội, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Giờ biết quá, đầu đầu thôi, dịch cho đi. Nói là dịch gần cái này. Không có ý nghĩa nhớ. Cái thầy sao hỏi tụi con đó. Mấy ông sao cặp đó. Không kêu đồng đồng, không kêu gì đó. Nhưng mà thường là thì nó không thể làm sao. Không dễ thôi. Phải đi bệnh chưa từng chút chút. Đây là phải đi bệnh đó. Nhớ cái nào đó không? Thì phải nhớ đấy. Thì không thể làm sao. Chưa từng hiểu. Dạ, mô phạm thưa thầy. Ý là trên từng chưa từng đến trường dạy luật thì làm sao hiểu được nghĩa kinh điển? Chưa từng tới trường giới luật thì làm sao hiểu được cái nghĩa của nghĩa của giáo lý thượng thừa? Vì đi tức là trên trường chưa? Chưa từng, à trường tới trường giới lực chưa có từng nào hiểu. Anh nghĩ là chưa từng, tức là từ lời như là chưa từng. Thâu gọi cái là am hiểu. Còn là một chữ thao, như là biển đó, biển tập. Thì sao? Hiểu gì? Khởi năng. Chưa từng, xa. Khởi gì? Xa ở đâu? Đâu? Mình nhớ được mình không có thành á thì đừng có nói những cái chuyện thường gọi là hiền thì nó đẹp đẹp nó mình không có thành thì nhớ được không hiểu với kỹ á thì thôi mới thiền á thì cái gì đó thì đâu nè cái gì đời này á nếu như cái đời biết thì đó thì khó mà chứ nó cái gì mình không có mà đúng như vậy chứ theo cái tiến trình của sự tu tập, ha, trên cái đoạn tu tập, giới sự định sự này, giới không tập thì làm sao là hay biết sao đó, nó hiểu không? Không có định thì cái đó tới trí tuệ. Tâm hành nha, tôi cho trí tuệ. Chứ thầy nào nha, thầy có giả này, nó không có nghe nha, có trí tuệ bất ngại. Xây thiền tông nha, trên cái lực lượng chí thắng của ngài, ngài mới nói là định tuệ đạo cảnh. Thế là tiếng nói rộng nó mới gì vậy? Còn đây là một mình thường thôi á, thì nó được giới định tuệ. Người bình thường là biết cái thứ tự, chưa nói tới một chí tâm, này, được tuân thủ theo cái luật định, tu tập giới định tuệ.
nghe hiểu chưa? Chắc chị trong giới hiểu rồi. Và giới hạn là gì? Tức là mình thực hành giới. Những cái điều giới đó mình thực hành. À, cho nên thành ra cái phẩm chất đạo đức của mình. Không được. Thì nhìn mình ra, người ta thấy mình thì có đạo đức. Cho nên mình phải giới hạn. Mà làm đúng tự nhiên nó tốt ra cái phong độ tốt ra trong mang nghe nên nó thì rất quan trọng lắm. Anh nào mà kêu bằng như này không có để tâm lên như này sống mà hơi không tốt một chút nữa thì người phật tử là nhìn vào đó nó có nhìn tới người sống như buông lung như tại vì bản thân mình nó cũng thể hiện được mà người ta cũng thấy ví dụ ông thầy chú cố cố lỗ cố đi là người ta có được nhưng thế nó không biết nữa thôi nè rồi tiếp tục trần nhiệm bất xâm nhi hộ quay nguyên viên vô tội cái này thì hãy thực tế cái trần nhiệm bất xâm này nó có khác gì có nhiệm thế nhiên không? Tại sao nếu nó không khác thì tại sao tỏ ra hay tập lại? Tỏ nó khác như vậy. Nếu nó giống thì đâu cần nó khác. Nó khác thì khác chỗ nào? Giữa cái thế nhiên, bất nhiệm thế nhiên, cái trần nhiệm bất xâm khác không? Ai phân biệt những cái này? Mình thông ngay ra, mình xin lỗi các phật tử nha. Thì cái lập lực này là của người xuất gia. Cho nên mình phải đặt nặng hơn hay không? Mình giải thích cho quý vị xem. Cái bài hôm nay đó là mình giải cho người xuất gia phần lớn này. Bây giờ, thầy hỏi bất nhiễm thế duyên như trần nhiễm bất xâm cái giống như vậy. Bất nhiễm thế duyên là đối với duyên thời là bất nhiễm. Mình giữ sao để mình nhiễm. Về cái trần nhiễm bất xâm đó, à, với cái trần nhiễm, thầy hỏi trần nhiễm thế nhiên cái khác là do là khác sao? Dạ, Phật tư thầy theo con hiểu là nó khác nhau ở chỗ là bất nhiễm thế nhiên tức là nói là mình không có bị nhiễm cái duyên của ngoài đời mà cái này là mình có thể điều khiển được mình có thể gọi là mình giữ mình để không nhiễm được nhưng mà còn cái là trần nghiệp bất xâm thì con thấy là có nhiều cái mình không có thể tự mình lấy được tại vì cái nghiệp cái tập nghiệp của mình nó không phải là hiện đời không mà nó có thể là từ vô thị kiếp ví dụ như hôm bữa thầy có kể cho tụi con nghe câu chuyện là ông Ca Diếp đó khi mà chứng thánh rồi mà nghe tiếng đàn vẫn rung đùi ở này tức là cái đó là bản thân mình cũng không tự kiềm chế được là nó thụ tập nghiệp ở này thì con thấy cái nó có sự khác nhau như vậy. Cái thế nhiên tại cái thôi và cái trần nhiên là cái tại vì nó làm sao nó là những cái thói quen nó luôn nhiễm nhiều lần nhiễm cái thói quen và thói quen là nhiều lần nó khó trừ lắm nó dễ khó trừ và bây giờ mình á chỉ xong là sao đi trần nghiệp bất xâm là không cho nó tấn công mình, không cho nó khống chế mình. Những cái thói quen xấu đó, à, thói quen bất lợi, thói quen xấu đó là gì? Nó hỏi vậy, đúng không?
sẽ làm cho mình tu hành cũng như không kêu là bị trước ngại quá, cái gì em có bị cổ nó nằm sẵn thì tham chứ nằm sẵn nó biết chỗ gì mà mình cứ chấp cái cách điều của mình, còn mình sẽ không như là phải mình có được đó. Mình làm chắc là bạn dạy là không có điều của cái cảnh đó vì nó sống nó mạnh nó bên ngoài bên ngoài thì cái thói dễ mình chấp nhìn đó là đó nè cái thế gì thế gì có gì thế gì mình chấp cảnh thì mình không được. Còn cái này ví dụ mình vô thách rồi nhưng mà cái trần gì nếu mình có cái tiền này cũng nói nhạc thì nó thiệt là nó xong lắm nhưng mà nó không có mấy giờ mà để ngày bỏ thì có thể tự nhiên nhớ được bỏ ví dụ như bỏ tiền mình sao để ngăn chặn như này ví dụ và thường trong tình nguyên đặt người ấy người ấy chẳng hạn và có điều đúng như vậy thì làm thôi không cần nhiều 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 quá mà thế đó mà trên người ấy đặt người ấy vào trọng tâm giữ cho nó kỹ người ấy đó là tốt rồi. Ví dụ nhỏ một cái nhớ cái thứ nó là ví dụ cái nhớ không có nắm giữ nhẹ nhàng không cao quá xin con quy,
kỹ ra đâu. Đó là vì tu chức nhan. Vì là sao mà khó thế này, đúng không? Mình nha, mà không có thời gian mà mình lo là ăn quá thì mình phạm hết cái này. Thì rồi nha, mình cũng hơi lo để ý như thế này. Nhưng mà mình tu mình này, nhờ công nhân có thể dạy hơn, thì mình cần cẩn thận trong những cái động tác. Thí dụ như là uống nước, nước đang nóng là còn nóng, uống rồi lại không để ý. Nó đâu biết không? Nhưng mà thôi không? Thôi. Không biết tội, nó không biết tội. Mà Phật dạy thì tôi không được tặng nó. Tại sao? Nếu nó nói mình tặng cho mấy nhỏ nó chết. Đúng rồi, nó chẳng có chuyện nào đó. Rồi đi như vậy. Vì giờ là đi, sáng có chuyện được đi. Cứ là đi, đi, chạy rồi. Ốc đang đông sơn bị đọc thẳng trùng vụ thẳng chết. Còn trong đạo Phật không cho em không được tổn hại chúng sinh. Cái này thì mình sẽ kể cái hạn chế đi. Vấn đề mà quét sọc thì là gì? Chứ không phải tôi xuống là gì? Đi đạo cho nó xuống với cùng với nó như thế. Tại sao như thì tôi không biết rồi. Có một chỗ đi đi nhiều quá đạo nó không nói chết, hiểu không? Cái này thì đại nhá, thầy cho nên không học đạo không kỹ nha, là tôi cũng hiểu như lá tay hiểu, đúng không? Không sát hại chúng sinh thì không bước chứ, còn mình là trái á là mình tổ mà tôi không biết lâu ngày nó tổ mà. Cho nên hồi xưa gần đây thôi, không phải hồi xưa thì còn biết ngày xưa đó là ông tổ này ông tổ tổ chúng thân được tóc là cần đại thì tổ nói á tổ rất là kêu bằng tài tài với lại tự xấu hổ với bản thân. Ông là tổ tông ông này mà tại sao thì nói đối với những thế giới đó ngày là chúng ta còn này muốn thôi thì giữ một cái muốn nhớ một cái mình nó có tinh thô nó thô thì mình có thể giữ được thì nó tinh đó cái mình tinh tá cũng làm chứ giờ nhớ ông tâm sinh ông nói cái phật tinh tá thì cũng nhớ thôi tôi làm cũng chưa có sao. Cái đó là mình phải cẩn thận mới được đó. Tại vì phần lớn chúng sinh có nghe nói như là gì sạch được học thì đạo thì hay nhưng rồi nè coi thường lắm không biết giữ đúng rồi mà không biết đúng thì làm sao hiểu được nữa thì thường thường cho hắn là chết đó không cắn nữa. Mà sao mà làm nó khóc nhỏ nữa thì những cái chuyện khác sao mà được à. Cho nên là đây là mang cái việc làm chuyện biện ha, là như thế này một lòng tấn đạo duyên thân giữ gìn phòng hành diện trần tấn sang quay đi không độ trở lại lòng từ hộ mạng trước là bị sắc thế là chuẩn bị quy được việc chứng minh thì á mình chỉ giữ cái quan niệm như vậy thì tự nhiên có cái cốt cách cái phong độ cái sáng tạo tự nhiên nó sở cái gì mà tôi cái tâm á tăng trưởng ngắn mấy ngày chỉ được thấy cái bóng dáng cái này khó vậy mà rất là yên tĩnh tại vì sai là được cái điều mình nhận là đúng rồi. Nên bây giờ quay đi không đổ tới là hòa tự nhiên ví dụ như một nhà đầu tiên mình sư á cái lòng khổ của anh á kêu bằng nha à của giới thiệu mà giàu nhà đường thì được cái năm kia mình
ngày đầu tiên thì ngài giữ rất là kỹ, sau đó ngài đi trần chứng, ví dụ như thế này, đạo rất cao, tâm rất cao, thì thay vì ngài ngày nó khăn xuống, té luôn, nhưng thật không nhớ được đó. Họ xuất hiện lên, ở đuôi đuôi một bộ, xem lên ngài đạo rất. Năm sinh tâm, họ bỏ lên năm sinh. Ngài té luôn mà làm đúng rồi dạy thì tự nhiên mình ăn học
cũng vậy thôi, bốn cái đầu vậy rồi mà không có cái niềm ngộ nhau nguyện xin những bài cạnh nhớ cạnh hãy nhớ xin lên khỏi trời trường thọ này ở trên vào trời của tôi không được vì xin sướng quá sống lâu một sống hết này đủ hết chưa thôi nhớ thôi bốn cái đó rồi còn bốn cái còn lại nhớ biết không nói cái còn lại thì sao bất cứ đâu trong chỗ đó cũng sướng không có phật pháp không thường xưa cũng muốn gì cũng có mình đâu thành tôi đâu ăn uống đầy đủ áo mặc đầy đủ phải không muốn là có thì cứ phước mà cứ nói về cả nhá về kinh nghệ cũng bắt cứ lưu trong áo quần mình để đi một ngày cứ tưởng nó treo trên cây á lại là mấy bạn không ai mua không biết nó sẵn còn cái con thích mà nó khác sữa nè để khi nó lại một cái giống như cái cây á cái có sữa nhỏ xuống lại có cái vật để nuôi hả? Cái này có gì? Bên Mỹ luôn có bạn đó, có cương châu nào trên thế giới rất là sung sướng. Này cũng có bị phước báo như sao? Nhưng mà sanh về những nơi đó thì sao? Sướng quá vậy, quên thôi. Có ngày hưởng thụ không? Có ngày. Rồi, giờ đó là những cái mà người chú giáo là gì? Những cái người mà sinh ra nó bị cái tật bẩm sinh điếc, đuôi, câm. Tôi đưa ho. Anh nào mà bị những cái mặt đó là biết người trước mình đọc nghe. Mặc dù đó là mình sẽ không làm được vậy, khó làm được cái gì người ta truyền đạt đó, khó làm. Ví dụ một thầy dạy cho mình, người bình thường người lãnh hội, người chín mươi phần trăm này, mình mà mắc những cái tật bẩm sinh á, lãnh hội người ta cũng được đâu, đúng không? Rồi sau, cho nên không lãnh hội, có phải là cái tai nạn không? Đúng không? Cho nên là phải biết có những cái bệnh đó là ngày trước mình còn bị nhiễm lắm này, thiếu tu hành và từ con ngày ngủ như vậy thì con rồi mình cố gắng là ngày mất biết như sao nào rồi cái ngày thứ bảy là thế trí niệm thông tức là cái người thế gian có cái trí thông minh cực kỳ cái đó cũng là cái này chứng đạo chứng đạo tại cho nên chứng cho nên chứng đạo cái đại thông tốt quá đi chứ tại cho nên chứng ai nói được như vậy có nhiều không? Thời gian này là người giỏi, người giỏi đó. Quá quýt vậy. À, trời ơi, tôi mà trời còn không nhận ra nữa. Là nói chuyện chuyện cái gì? Các bạn làm gì đó? Nói nè, cho nên là giỏi thì phải chuyên khả, thì phải thôi được. Là việc được mấy anh giỏi đó, chuyên khả. Như vậy nữa, có cái điều nữa. Mình biết nhiều quá, mình chưa dơ. Có nhà mình muốn tìm hiểu hoài. Mà biết bao la vũ trụ như vậy, con sẽ biết không? Không phải con cho biết nhiều nữa.
một là mình nhắc lại, hai là mình lựa tâm. Ví dụ cho mình yên, nếu bạn đừng có bận nữa là không có gì có nè. Thế ra nữa là bạn hạn chế gì đi, không có cái gì để tập trung vào thiền định. Thiền định nó quan trọng là tại vì thiền định mới định lại sao nữa, cậu có biết gì nhiều của ngoài cái ví dụ khác với cái kiến thức từ kiến thức Phật từ lâu quan niệm về điều này đang tu thì không nên biết nhiều, nhưng mà khi tu xong rồi ha thì cũng chính tâm điện này thì tự nhiên không có cái trí trí mò biết cảm như cái Phật hay nên ví dụ như Phật, ví dụ như Phật nhìn ngang thấu lên mấy con đời không cần phải dùng những cái kinh nghiệm rộng như trên. Hồi xưa nếu mà mình nhìn thì mình nghe Phật có cái những dòng kính đúng không? Và Phật biết hàng hàng xa số Phật. Bây giờ các nhà khoa học ví dụ cái đó là nhờ vào những cái công cụ của Phật kinh nghiệm rộng mà đặt lên mức cao nhìn thấy mắt cao tâm Phật không bình thường này. Và đó là kết quả nó khác với cái của các nhà bạn học, các bạn học là thấy hiện rõ đúng không? Nên nhờ những công cụ cái biết mà biết gì mà chẳng có nhà cái đặt cái gì nhậm tiền hoài ngay ngon các cái dở luôn của khoa học chứ tuy là cũng phổ biến nhưng mà không có gì rõ là tâm không nghe dẫn tới cái chỗ cuối cùng là gì? Mình tôi với mình được cái gì? Đối với sự tưởng mình tự tại, nếu không phải đi nhảy hót thì phải đi tự tại. Thế là một cách bị nó khống chế, gạt được mình. Mà cái kiểu gì các nhà khoa học chết cái gì đó? Không. Tại sao? Ở nhà phóng tâm đi quá. Mấy họ phóng tâm đi. Còn các nhà phóng là nhờ thiền định. Và chính nhờ cái định đó mang lại cái kết quả là đối với những sống chết mình giải quyết nó khác nhau. Rồi bây giờ cái khó là chỗ này, cái số 8 nữa là cái phần sau phần là 8 cái này nè, mà mình nè làm sao mình có thiết cặp 8 cái này nó thành công mình về mình không cặp. Thì bây giờ đối với bốn cái duyên mình phải mới có bảy trước mặt sau mặt là mới trước là sau mặt ok, tức là sanh ra không đồng phải muốn làm cái này đúng không? Mình ở đây tuy nói không đồng phải nhưng mà giáo pháp mình nghe nên mở rộng chút. Thí dụ con sinh nhập những nước như tuổi Siberia, Siberia và tuổi nó lên sang nhỉ, không có phật pháp, không biết phật pháp là gì, họ là chiến tranh, khổ không, khổ người, nhưng trong cái này là nhớ sự cầu, rất là những cái gì đó, sang nhầm những cái đó, chiến tranh liên miên, khổ liên miên, không nhớ, không biết phật pháp là gì, trước phật sau phật có thể hiểu là như vậy. Cái con hẳn là mình không thấy được mình ra cái đâu, tức là không biết được giọng pháp của mình đúng không? Vì những thứ đó là chỉ biết mấy chủ yếu lắm là không biết con cha họ có lấy chút bắn vô mình mọi người không hiểu lắm nhưng ta đi băng rồi đó như vậy không biết tội gì nữa cho nên khổ quá. Rồi bây giờ nha, tới cái chỗ này nó khó nè, không khuyên chữ duyên. Bốn duyên đó là gì? Thì con hiểu không? Biết không? Cái này nghe coi. Bốn duyên này là bốn cái mình phải sinh sống các pháp. Thiếu đó thì các pháp không thể. Tất cả pháp mà không có bốn cái tố mình phải hiện thì không thật được. Là bốn duyên, bốn cái tố để sống thành các pháp. No.
nhân viên, hai là thứ nhẹ đi, không biết đâu. Đó. Ba là yêu bằng nghĩa bất nhân vô nhân viên, thế là đi cũng đi, mà thiếu đâu cũng phải đâu. Nhờ cái cho là sở duy nhiên, thầy chẳng biết thì bạn nghe chất tình tình. Học hết cái gì mình nghĩ, cái gì mình vui lắm.